Sao Hoàng Nhật xin chào các bác nhé. Như vậy là hàng đẹp về bay rất là nhanh. Hiện tại hôm qua em về 3 con máy rửa bát dòng TH1 thì đã 2 con bay rồi. 2 con bay mai cũng lên đường cho các bác khách hàng. Các bác nào còn đang lăn tăn thì em còn một chiếc nhé. Còn một chiếc TH1 đang để đây. Còn con này thì con kia đã bay lên đường rồi. Hàng đẹp cho nên là bay rất là nhanh. Mà nào có nhu cầu mua máy rửa bát em còn rất là nhiều, các cái mã từ TR3 cho đến TR9, TH1 đủ hết, Nam Vòm, Nationa, SS5, các cái dòng TM ở đây cũng đang còn nhiều mà chưa dọn để dọn dần lấy sóng phục vụ các bác nhé. Chào các bác ủng hộ nhé.